Kính chào quý vị. Mời quý vị xem video trong chương trình tìm hiểu về trường trung học Fairvale, Fairvale High School Series. Băng video này nhằm mục đích giới thiệu với phụ huynh học sinh về học bạ Student Reports của học sinh lớp 11 và lớp 12. Qua một số slide, chúng tôi sẽ giải thích về học bạ của con em quý vị qua mỗi học kỳ. Thưa quý vị, hai trang đầu của học bạ Student Report, quý vị sẽ thấy năm học của con em mình và học kỳ semester của học bạ này. Ở hàng phía dưới, quý vị sẽ thấy con em mình vắng mặt tại trường bao nhiêu ngày, vắng mặt cả ngày hay nửa ngày. Nếu con em quý vị không vắng mặt ngày nào, quý vị sẽ thấy con số vắng mặt là zero. Bảng màu xanh và trắng cho quý vị biết môn học của con em quý vị, tên của cô giáo hay thầy giáo của con em quý vị và số unit của mỗi môn học này. Thưa quý vị, mỗi môn học 2 unit có nghĩa là con em quý vị phải học 6 tiết học mỗi tuần, tương đương với khoảng 6 giờ học tại trường trung học Fairvale. Phía dưới bảng màu xanh và trắng, quý vị sẽ thấy tên các giáo viên cố vấn Student Year Advisor và tên của hiệu trưởng. Thưa quý vị, trong trang kế tiếp của học bạ School Report, quý vị sẽ thấy một bảng liệt kê tất cả những hoạt động Extracurricular Activities mà con em quý vị có tham gia tại trường. Ví dụ, quý vị có thể thấy con em mình có tham gia 5 hoạt động Extracurricular Activities như là môn tranh luận của học sinh lớp 11, Year 11 Debating. Trong hình ảnh sắp tới, quý vị sẽ thấy một loạt kết quả mà con em quý vị đạt được của mỗi môn học này. Bảng phía dưới những hoạt động extracurriculum cho quý vị biết thứ hạng của con em mình. Ví dụ, hạng outstanding hay ưu hạng được viết chữ O. Quý vị có thể đọc phần giải thích làm thế nào mà con em mình đạt được kết quả này. Như học sinh phải có kiến thức rộng lớn và hiểu nội dung của môn học và có thể áp dụng kiến thức này vào những việc khác, vân vân. Thưa quý vị đang nhìn vào môn học Anh văn English Standard trong học bạ. Chúng tôi sẽ chia học bạ của trường Fairvale High School ra làm 3 phần và sẽ giới thiệu với quý vị từng phần. Thưa quý vị, phần thứ nhất của học bạ được đóng khung màu đỏ là phần đầu của học bạ. Quý vị thấy tên của môn học viết bằng chữ màu xanh và số unit của môn học này. Ví dụ, học sinh học môn Sport, Lifestyle và Recreation với một unit. Phía dưới, quý vị thấy một bảng cho biết điểm thi và thứ tự xếp hạng học sinh này đạt được trong kỳ thi và thứ hạng chung của học sinh trong môn học này. Phía dưới bảng này, quý vị có thể đọc được chi tiết học sinh học được gì trong học kỳ vừa qua. Thưa quý vị, phần kế là phần rất quan trọng của học bạ. Phần này cho biết kết quả và thái độ học tập của mỗi học sinh. Trong phần mang tựa đề Areas of Learning, cô giáo hay thầy giáo cho biết thứ hạng đạt được của học sinh qua mỗi môn học trong học kỳ semester này. Học sinh có thể được xếp hạng tối ưu Outstanding, giỏi, high, khá, sound, trung bình, basic hay giới hạn Limited. Phần này liên hệ trở lại trang 2 của học bạ như đã
trình chiếu ở slide số 3. Bảng phía dưới tựa đề Areas of Learning, giáo viên chấm điểm bằng cách gạch dấu tick vào một trong bốn cột. Bốn cột này là C, có nghĩa là rất đều đặn, U là thường xuyên, S là đôi khi và R là rất ít khi. Ví dụ, một học sinh làm xong tất cả các bài đọc đòi hỏi của môn học sẽ được chấm điểm bằng cách gạch dấu tick vào cột C là cột rất đều đặn. Thưa quý vị, trong phần cuối cùng của học bạ, giáo viên viết lời phê về thành quả học tập của mỗi học sinh qua học kỳ semester này. Giáo viên sẽ cho biết học sinh cần làm gì để đạt kết quả tốt hơn. Ví dụ, giáo viên cho biết 4 vấn đề học sinh cần quan tâm đến để đạt được kết quả tốt hơn trong học kỳ tới. Nếu quý vị vẫn còn thắc mắc về học bạ Student Report của con em mình, xin quý vị vui lòng hẹn gặp giáo viên của từng môn học trong buổi gặp gỡ Parent and Teacher Night, hay gọi nhà trường qua số điện thoại 9664-3118, hẹn gặp giáo viên cố vấn của năm học Student Year Advisor. Quý vị có thể nói tiếng Việt khi gọi điện thoại. Cảm ơn quý vị đã xem video trong chương trình Getting to Know Fairvale High School Series.